Vì sao mảnh bát vỡ, gương vỡ thì tuyệt đối không được vứt vào thùng rác? Nhiều người vẫn hay quen tay dọn mảnh bát, mảnh gương vỡ và vứt luôn vào thùng rác trong nhà mà không hề biết rằng đó là điều tuyệt đối cần tránh. Theo khoa học phong thủy và quan niệm từ xa xưa, những vật dụng như gương, bát, đĩa, ly khi bị vỡ thường mang đến những điểm xui xẻo cho gia đình. Thế nhưng rất ít người biết rằng việc thu dọn những mảnh vỡ đó là vứt vào thùng rác gia đình là hoàn toàn không nên. Từ thời cổ xưa, chiếc gương đã là vật linh để trừ tà và ma quỷ. Trong phong thủy, con người cũng dùng gương treo trước nhà để tránh tà ma xâm nhập. Nhiều người vẫn tin vào bản chất ma thuật của chiếc gương, cho rằng gương có thể phản chiếu những linh hồn. Việc gương bị vỡ được coi là rất độc, gương nứt vỡ tỏa ra luồng khí tiêu cực và phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài, là điểm xấu báo hiệu sự xui xẻo và chuyện chẳng lành. Chính bởi vậy, khi vô tình làm vỡ gương, không nên vứt các mảnh gương vào thùng rác. Sau khi thu dọn kỹ càng để tránh những mảnh vỡ gây bị thương cho người trong gia đình, bạn nên bọc tất cả vào một chiếc túi rồi đem đi chôn hoặc vứt xuống lòng sông sâu để mang những điều xui rủi, điểm xấu đi xa khỏi nhà.